nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc em Peter Hồng qua số 0408 066 966. New South, Wales The story of Australia. It tells of many people from far and wide. And those who've been here. Since the beginning of time, it brings us together and tears us apart. We all have our views. So, where do we start? By listening to each other. And sharing Tất cả chúng ta đều là một phần của câu chuyện Ngày Quốc Khánh Úc. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Vietface TV, tình hình dịch bệnh tại Úc với biến chủng Omicron được ổn định nhưng chưa có dấu hiệu gì có thể cho thấy là có ngọn lửa le lói ở cuối đường hầm. Số người nằm bệnh viện tại New South Wales đang giảm, ngược lại tại Victoria thì lại đang tăng, trong khi chính phủ, các tiểu bang và lãnh thổ thì lại đang quá bận tâm về sự an toàn của học sinh và giáo viên khi các trường học mở cửa và ngày tự trường bắt đầu. Nước Úc vừa trải qua ngày Quốc Khánh, một ngày mà có nhiều người vui, cũng có nhiều người buồn. Cho đến nay, nước Úc vẫn chưa tìm được một lối thoát để có được một ngày có thể có sự kết hợp hài hòa giữa hai thành phần vui buồn này trong tập thể dân tộc Úc Châu. Và sau đây, kính mời quý khán giả theo dõi phần tin chi tiết của Việt Face TV trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa hôm nay thứ Năm, ngày 27 tháng 1 năm 2022. đầu tiên là tóm lược dịch bệnh tại Úc trong 24 giờ qua. Ngày hôm qua, New South Wales đã có 21.030 ca nhiễm cộng đồng và 29 người tử vong. Ngoài ra, New South Wales cũng đã có 2.794 người nằm bệnh viện, kể cả 175 người tại ICU. Cả hai con số này đều là sự giảm hạ so với một ngày trước đó. Con số tương đương tại Victoria là 13.507 ca, 35 người tử vong, 1089 người nằm bệnh viện và 113 người tại ICU. Trong khi Queensland hôm qua đã có số ca nhiễm cao hơn so với Victoria là 13.551 trường hợp, 9 người tử vong, 889 người nằm bệnh viện và 47 người tại ICU. Nam Úc hôm qua đã có 2.401 ca nhiễm mới và 13 người tử vong. Đây cũng là kỷ lục về số người tử vong trong một ngày tại Nam Úc. Ngoài ra, Nam Úc cũng đã có 288 người nằm bệnh viện và 26 người tại ICU. Tasmania đã có 712 ca nhiễm và một người tử vong, 11 người nằm bệnh viện, kể cả hai người tại ICU. Lãnh thổ thủ đô ACT hôm qua đã có 896 ca nhiễm mới, không có ai tử vong, 67 người nằm bệnh viện và 5 người tại ICU. Trong khi lãnh thổ Bắc Úc đã có 492 ca nhiễm, 84 người nằm bệnh viện và 3 người tại ICU. Cuối cùng là tại tiểu bang Tây Úc hôm qua cũng đã có 24 ca nhiễm mới được ghi nhận với lời cảnh báo là Tây Úc sẽ không ngăn cản được làn sóng lây lan với biến chủng Omicron. Sinh hoạt kinh tế, lạm phát và chính sách tiền tệ của ABA Vài ngày trước đây, Tổng nhà thống kê ABS đã phổ biến dữ liệu cho thấy chỉ số lạm phát tại Úc trong năm 2021 là 3.5%, tức là cao hơn mức mà ngân hàng chữ kim ABA ưa chuộng là từ 2 đến 3%. Tất nhiên là các kinh tế gia đã có nhiều phản ứng khác nhau. Một vài người tin rằng ABA có lẽ sẽ gia tăng lãi suất sớm hơn và việc gia tăng này sẽ xảy ra trong năm nay nhưng ngược lại thì cũng có nhiều kinh tế gia, chẳng hạn như chuyên gia của đài ABC thì tin rằng sự gia tăng tỷ lệ lạm phát lên mức 3.5%, chưa hẳn đã vượt ngoài sự kiểm soát, và do đó Ngân hàng Chữ Kim ABA sẽ phải cứu sách cẩn thận trong việc gia tăng lãi suất từ mức thấp lịch sử là 0.1% hiện nay. Điều này cũng cho thấy rằng nước Úc đã không thể tránh được áp lực của tình trạng lạm phát đã xảy ra ở nước ngoài, đặc biệt là tại Mỹ khi mà tỷ lệ lạm phát đã lên đến 7%. Bởi lý do ấy mà một vài kinh tế gia tin rằng việc gia tăng lãi suất nội địa có thể không đạt được mục đích. Có lẽ chúng ta cần phải tìm hiểu lý do tại sao mà mức độ lạm phát đã gia tăng lên mức 3.5%. Phần lớn của lý do này là vì vật liệu xây cất nhà cửa và giá cả xăng dầu đã gia tăng trên 4%, và đây là những lĩnh vực mà chính sách kinh tế quốc nội sẽ không có nhiều ảnh hưởng. Ngay trong sinh hoạt quốc nội thì giá cả nhiều mặt hàng tại các siêu thị cũng đã phần nào gia tăng, không phải vì áp lực của người mua mà là vì sự xáo trộn của chuỗi cung ứng khi có quá nhiều công nhân viên phải nghỉ việc vì Covid-19, đặc biệt là những tài xế xe tải chuyên vận chuyển hàng hóa. Theo nhận xét của một vài chuyên gia thì có vẻ như ngân hàng chữa kim ABA đã bị bất ngờ trước sự gia tăng giá cả của những mặt hàng nông sản và thực phẩm và do đó ABA có thể sẽ có phản ứng bằng cách gia tăng lãi suất sớm hơn dự phóng. buồn vui trong ngày quốc khánh 26 tháng 1, chính trị gia bị lôi cuốn. Lễ quốc khánh hôm qua 26 tháng 1 cũng đã có những diễn tiến không khác gì những lễ quốc khánh của các năm trước. Tuy vậy, một yếu tố duy nhất đã tạo nên một môi trường tranh luận giữa những người ủng hộ và những người chống đối chính phủ liên đảng, đó là cung cách hành xử của bà Grace Thame, nguyên là người Úc trong năm, tức là Australian of the Year của năm 2021 vừa mãn nhiệm. Khi đến tham dự một lễ tiếp tân tại tư dinh thủ tướng The Lodge ở Canberra, bà Grace Tame đã có một bộ mặt không thân thiện và một cung cách hành xử có vẻ khinh bỉ đối với cá nhân thủ tướng Morrison. Tuy nhiên, với tư cách chủ nhà, Thủ tướng Morrison và phu nhân đã giữ lễ nghi theo đúng truyền thống, tức là vui vẻ với tất cả mọi người và kêu gọi sự đoàn kết. Điều đáng nói là cũng trong ngày hôm qua, lãnh tụ đối lập Anthony Albanese cũng đã từ chối bắt tay với thủ tướng Morrison, một cử chỉ được coi là không thân thiện, tương tự như cử chỉ của bà Grace Thaim. Người bên kẻ chống là chuyện bình thường trong một xã hội dân chủ, tuy nhiên nhiều người đã chỉ trích bà Grace Thaim là nếu bà không ưa cá nhân ông Morrison thì ít nhất bà cũng nên tôn trọng tức vị thủ tướng chính phủ mà đa số cư dân Úc đã bầu chọn trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 năm 2019 ngoài ra nhiều người cũng đã chỉ trích bà Griseth là đã chính trị hóa vấn đề vì trong ngày hôm qua bà Thêm đã có thái độ rất thân thiện và cởi mở với lãnh tụ đối lập Anthony Albanese. Bên cạnh đó, nhiều người còn chỉ trích bà thêm vì vấn đề bạo hành gia đình là một vấn đề xã hội xảy ra trong tất cả các chính đảng kể cả đảng lao động và đảng xanh và thái độ của bà Grace thêm khi liên tục tấn công vào liên đảng là bà đã làm giảm đi sức mạnh của lập luận là nữ giới tại Úc cần phải được tôn trọng và mọi vấn nạn bạo hành trong gia đình cần phải được chấm dứt trong một xã hội văn hóa đa nguyên tại Úc. Mặc dù gặp vài khó khăn nhỏ nhỏ, nhưng thủ tướng và phu nhân cũng đã có cơ hội sử dụng sự hiện diện của hai cô con gái tạo ra một hình ảnh tích cực của một gia đình đầm ấm trong ngày lễ quốc khánh với nhiều niềm vui và nỗi buồn. Buồn vui trong ngày quốc khánh, hàng chục ngàn cư dân Úc muốn thay đổi. Mỗi năm vào ngày quốc khánh cũng là dịp để hàng chục ngàn di dân mới đến Úc hội đủ điều kiện và được tuyên thệ để trở thành công dân Úc, và có lẽ đa số họ là những người cảm thấy hạnh phúc trong ngày quốc khánh. Tuy nhiên, vấn đề vốn đã được tranh luận từ nhiều chục năm qua mà nước Úc vẫn chưa có được giải pháp, vì đối với tập thể người thổ dân thì 26 tháng 1 là ngày xâm lược, vì đây là ngày mà vào năm 1788, đại tá Arthur Phillips đã đưa đoàn tàu đầu tiên trở tội phạm đến Sydney Cove và tuyên bố toàn thể lục địa Úc Châu là lãnh thổ của Hoàng Triều Anh Quốc cũng vì yếu tố này mà hôm qua hàng chục ngàn người đã biểu tình kể cả thành phần trẻ trong cộng đồng chính mạch vì họ chia sẻ nỗi đau buồn của tập thể người thổ dân. Tuy nhiên, bác bỏ ngày 26 tháng 1 là ngày quốc khánh là một việc và việc chọn một ngày khác để thay thế được mọi thành phần cư dân chấp nhận lại là việc khác mà cũng không ai biết là nên chọn ngày nào cho có ý nghĩa. Nói tóm lại thì ngày Quốc Khánh đã trôi qua và các cuộc biểu tình cũng đã xảy ra, nhưng vấn đề vẫn còn đó và chắc chắn là chúng ta sẽ lại nhìn thấy những hình ảnh trái ngược, tức là người vui kẻ buồn trong ngày 26 tháng 1 năm 2023. An ninh quốc phòng Camera xem xét biện pháp trừng phạt nếu Nga xâm lược Ukraine Úc Châu đang kêu gọi Liên bang Nga tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán và có các biện pháp làm giảm căng thẳng tại biên giới với Ukraine. Đồng thời nước này cũng đang xem xét ban hành các biện pháp trừng phạt trong trường hợp Nga xâm lược Ukraine. Theo tin từ Đài ABC thì chính quyền Canberra hiện đang xem xét sử dụng luật trừng phạt tự chủ sửa đổi để trừng phạt những người Nga thực hiện các hành vi gây hấn nhằm vào Ukraine. Luật này mới được Quốc hội Úc thông qua vào cuối năm 2021 và có nội dung tương tự luật Magnitsky của Mỹ. Báo điện tử Sydney Morning Herald sáng nay cho biết động thái này đang nhận được sự ủng hộ của ngày càng nhiều nghệ sĩ thuộc hai đảng lớn trong quốc hội. Nếu áp dụng các biện pháp trừng phạt theo luật mới, Úc Châu có thể cấm nhập cảnh, hủy thị thực và tịch thu tài sản của các cá nhân liên quan. Trước đó, vào ngày 25 tháng 1, Ngoại trưởng Marine Spy cũng khẳng định sự ủng hộ của nước Úc đối với sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine, đồng thời kêu gọi Liên bang Nga giảm leo thang căng thẳng với Ukraine. Bamirspen cũng cho biết nước Úc đang tiến hành sơ tán một số nhân viên ngoại giao và thân nhân gia đình ra khỏi Ukraine, nhưng đã loại trừ khả năng là Úc châu sẽ hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Các động thái mới của Úc đã diễn ra trong bối cảnh Nga đang triển khai tập trận quân sự với sự tham gia của hơn 100.000 binh sĩ tại biên giới với Ukraine. Mặc dù liên bang Nga đã phủ nhận cáo buộc của các nước phương Tây cho rằng họ có ý định xâm lược Ukraine trong khi đó Mỹ và các thành viên của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO thì đã báo động chiến đấu hàng ngàn binh sĩ và điều nhiều khí tài quân sự đến khu vực Đông Âu. Hôm qua Mỹ đã chuyển một lô hàng gồm các thiết bị quân sự và đạn dược nằm trong gói hỗ trợ an ninh trị giá 200 triệu đô la cho Ukraine. New Zealand khuyến cáo công dân cân nhắc rời khỏi Ukraine Chính phủ New Zealand ngày hôm qua cũng vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nước này cân nhắc rời khỏi Ukraine do lo ngại tình hình an ninh tại quốc gia Đông Âu này có thể thay đổi trong thời gian ngắn. Trong thông báo được Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand công bố, họ đã yêu cầu những công dân New Zealand nào đang có mặt tại Ukraine cần theo dõi các phương tiện truyền thông địa phương và quốc tế để cập nhật thông tin vì tình hình an ninh có thể thay đổi trong thời gian ngắn. Nếu sẽ thấy việc hiện diện tại đây là không cần thiết, công dân nên rời đi bằng phương tiện thương mại. Vì khả năng chính phủ cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho người dân ở Ukraine là rất hạn chế. New Zealand hiện không thiết lập đại sứ quán mà chỉ duy trì lãnh sự danh dự tại Ukraine và Bộ Ngoại giao và Thương mại của nước này xác nhận hiện có 13 công dân đăng ký với chính phủ là đang có mặt tại Ukraine. Khuyến cáo mới nhất của New Zealand được đưa ra sau khi các quốc gia như Mỹ, Anh và Úc đã có động thái tương tự và các nước này đang triển khai kế hoạch di tản một số nhân viên làm việc tại các đại sứ quán ở Ukraine được xác định là không thiết yếu cùng với các thành viên gia đình. Liên quan đến vấn đề đại dịch COVID-19, ngày hôm qua 26 tháng 1, chính phủ New Zealand đã công bố một kế hoạch ba giai đoạn nhằm ngăn chặn và chậm đà lây lan biến thể Omicron. Phát biểu họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Ayesha Vero đã nêu rõ quá trình theo dõi biến thể Omicron. Các cơ quan chuyên môn sẽ thực hiện phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn. Khi số lượng ca bệnh tăng lên, các cách tiếp cận với biện pháp xét nghiệm và cách ly nhằm ứng phó dịch bệnh cũng sẽ thay đổi. Theo đó, giai đoạn 1 ứng phó với biến thể Omicron liên quan đến việc thực hiện cách tiếp cận ngăn chặn biến thể này. Các ca bệnh sẽ cần cách ly trong 14 ngày và tiếp tục hạn chế tiếp xúc trong 10 ngày sau đó. Trong giai đoạn 2, thời gian cách ly đối với các ca cá mắc giảm xuống còn 10 ngày và các ca cá tiếp xúc gần giảm còn 7 ngày. Giai đoạn này nhằm làm chậm đà lây lan và bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương. Hệ thống y tế sẽ được điều chỉnh nhằm tập trung nhiều hơn vào việc xác định những người có nguy cơ bệnh nặng khi nhiễm biến thể Omicron. Ở giai đoạn 3, khi số ca mắc tăng lên mức hàng ngàn người thì việc truy vết tiếp xúc sẽ có thêm nhiều thay đổi, trong đó có tính đến các tiếp xúc hộ gia đình và gần giống như các hộ gia đình. Cụ thể sẽ yêu cầu cách ly các trường hợp tiếp xúc gần có nguy cơ cao nhất nữ bộ trưởng vro nhấn mạnh giới chức trách hiện vạch ra những thay đổi trong trường hợp số ca nhiễm mới có sự gia tăng phi mã để giúp người dân hình dung rõ hơn về những gì sẽ xảy ra và những gì họ cần làm ở mỗi giai đoạn bà cũng nhấn mạnh rằng tiêm chủng vẫn là vũ khí hiệu quả nhất phòng COVID-19 và biến thể Omicron ít nghiêm trọng hơn rõ rệt so với các biến thể trước đó. Cho đến nay, giới chức y tế New Zealand một mặt tập trung vào việc ngăn chặn lây lan biến thể Omicron trong cộng đồng, càng lâu càng tốt, một mặt triển khai tiêm chủng cho trẻ em và tiêm mũi tăng cường cho dân số trưởng thành ở nước này. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin được tạm dừng chương trình tin tức của Việt Face TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay.